Trung Quốc chính thức miễn giảm 25% lệ phí làm visa cho du khách Việt Nam. Wow! Amazing! Ngày 8 tháng 12 năm 2023, Bộ Ngoại giao Trung Quốc chính thức công bố giảm 25% đối với lệ phí làm visa, áp dụng với công dân đến từ 5 nước bao gồm Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Nhật Bản và Mexico. Theo chính sách này, lệ phí visa sẽ giảm từ 60 USD còn 45 USD, tương ứng khoảng 1.090.000 đồng. Thời gian áp dụng từ 11 tháng 12 năm 2023 đến 31 tháng 12 năm 2024. Ngoài ra, chính phủ Trung Quốc cũng sẵn sàng cung cấp thêm thông tin và áp dụng nhiều chính sách thuận lợi cho du khách nước ngoài. Đồng thời tiếp tục tối ưu hóa quy trình xuất nhập cảnh nhằm tạo điều kiện cho du khách khi đến đất nước này. Vậy là chỉ một cú khoai bạn đã có ngay visa du lịch những địa danh nổi tiếng tại Trung Quốc rồi. Nếu cần hỗ trợ tư vấn về thủ tục làm visa hay tour du lịch Trung Quốc chọn gói với giá tốt nhất, hãy liên hệ ngay Best Buy bạn nhé. Đừng quên follow Best Buy để cập nhật thêm nhiều tin tức du lịch hữu ích khác nhé.